Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lên một cái clip mà tổng hợp về những cái vật liệu lọc vĩnh cửu nha các bạn nha, có điểm tương đồng với nhau. Đây là một cái clip so sánh. Thì hồi đó mình có làm một cái clip này của Seachem với Rywell rồi. Thì hôm nay nó sẽ xuất hiện cái thêm cái thằng Lightbetter nữa, thì mình tổng hợp và mình ẩn hết những cái clip kia rồi. Thì ở đây mình sẽ chia theo những cái mà có hệ số tương quan, tức là mình sẽ chia theo cái bộ ba, tức là nó sẽ có cái phản mà gọi là xem nhau về kích thước và xem nhau về cái phần mà khử hiếu khí và khử kỳ khí. Thì trong đó thì cái thằng matrix nè, Seachem matrix nè, Rywell medium nè, với cái thằng Lightbetter M này nè là nó chung một một cụm, và cái thằng matrix bond với salat và CL này là nó chung một cụm. Rồi thì nitrat, nitrat và CS này nó chung một cụm. Thì ở ngoài đây thì nó có một cái cụm riêng của nó, là một mình nó một cõi, thì tại vì mấy thằng kia nó không có, chỉ có thằng Lightbetter này nó có một cái thằng khác thôi. Thì tất cả những cái ở đây mình sẽ điểm qua những cái mà tiêu chí nha. Ở đây mình sẽ hình thành ra là 7 tiêu chí nha, trong đó có những cái tiêu chí phụ. Thì tất cả những cái vật liệu này nó đều trơ, có nghĩa là sao các bạn, tức là nó đã được xử lý trước khi mà đem vào hồ cá rồi, do đó nó hoàn toàn không lẫn bất kỳ một cái tạp chất kim loại nặng hay là bất kỳ một cái tạp chất nào giống như đá lông vũ đó, hoặc là những cái vật liệu khác. Và hoàn toàn những cái vật liệu này đều là bumit, là đá bọt, là đá lông vũ hết đó các bạn, tức là nguồn gốc của nó đều là bumit, đá bọt và đá lông vũ hết đó. Cho nên là cái thằng này là một cái dạng đá núi lửa, cho nên là nó có một cái vòng đời vĩnh cửu và nó thích hợp với tất cả những cái bể nước ngọt lẫn nước mặn, và nó chứa cả vi sinh hiếu khí, kỵ khí và thậm chí một phần vi sinh dị dưỡng. Ở đây á, thì cái tiêu chuẩn mà đầu tiên mình xem xét cái sự khác nhau đó là điểm chung nha, ngay cả điểm chung của ba cụm này và cả thằng này luôn nha các bạn nha, và thằng này nó cũng có điểm chung y chang vậy luôn, mà nó một mình nó một cõi là tại vì nó không giống ai hết, và chỉ có một hãng này nó có cái loại này thôi, còn mấy cái hãng như Rywell, Seachem thì nó lại không có đó. Rồi thì bây giờ mình tiếp tới cái điều quan trọng nhất của vật liệu lọc, đó chính là diện tích bề mặt tiếp xúc. À rồi, diện tích bề mặt tiếp xúc ở đây, trước tiên mình phải định nghĩa cái bề mặt tiếp xúc này như thế nào. Thì các bạn lên cái trang web của mình, các bạn sẽ thấy nè, cái này mình có nói rõ trong một cái clip cách đây 2-3 năm rồi, mình nói về cái diện tích bề mặt tiếp xúc và cái phương pháp đo diện tích bề mặt tiếp xúc. Thì gần đây thấy một cái số những cái bài mà đưa ra những cái lập luận mà cách đây 3 năm mình đã nói về cái điều đó, mình đã nói về cái điều đó cảm giác như là rất lạc hậu và y như là thổi phồng một một cái thứ gì đó mà nó giống như là một cái trào lưu các bạn, một cái trào lưu lỗi thời rồi cứ đem lên lại á. Thì ở đây nè các bạn thấy nè, đọc vậy này thì mình có, đáng lẽ cái thằng này mình sẽ không có ghi vô đâu, tại vì cái thằng này nó lại không có cái ở trong cái phần mà mô tả của vật liệu lọc, nhưng mà mình phải ghi để coi như là educate khách hàng đi ha. Đối với môi trường sinh học, diện tích bề mặt là rất quan trọng vì nó cung cấp vị trí cho các vi khuẩn, vi sinh nó bám vào và thực hiện công việc của chúng. Thì cái diện tích bề mặt nó càng lớn, chứng tỏ là cái số lượng vi khuẩn bám vào càng nhiều. Đó thì đúng không các bạn? Thì cái thằng nào mà càng lớn thì càng tốt. Tuy nhiên, cái số lượng diện tích bề mặt càng lớn nhưng mà cái lỗ rỗng của nó có đủ cho con vi khuẩn chui vào hay không, hay là cái lỗ rỗng nó quá nhỏ thì con vi khuẩn không chui vào, thì coi như cái vật liệu lọc đó trở nên vô dụng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà các bạn xem cái scandal mà mấy ngày nay mà ta đưa lên á, thì người ta nói là cái diện tích bề mặt tiếp xúc của cái thằng mà gòn lọc là nó lớn nhất, nhưng mà thật sự ra diện tích bề mặt của gòn lọc nó không có lớn nhất. Zeolite với cái thằng mà những cái thằng than siêu hoạt tính á, gọi là siêu hoạt tính nha, chứ không phải hoạt tính bình thường đâu nha, thì những thằng đó mới là lớn nhất. Nhưng mà mấy thằng đó có con vi khuẩn nào sống được không? À, thằng bông gòn lọc thì nó có, nhưng mà hai cái thằng mà than hoạt tính thì có con vi khuẩn nào sống được không? Đương nhiên là không. Và cái thằng mà Zeolite mặc dù nó cũng là siêu diện tích bề mặt tiếp xúc luôn, nhưng mà vi khuẩn nó cũng chỉ nằm trên bề mặt thôi chứ nó đâu nằm trong lõi được đâu. Đó, thì đó là lý do vì sao mà người ta sẽ quan tâm đến một cái khái niệm nữa, đó là cái kích thước lỗ rỗng của nó là nó phải chứa được cái con vi sinh đó. Nếu mà kích thước lỗ rỗng nó quá nhỏ và nó chỉ nhỏ ở kích thước phân tử thôi thì nó lại không có khả năng chứa được vi sinh, thì nó chỉ hấp thụ được dạng phân tử giống như là than hoạt tính. Thì than hoạt tính lỗ rỗng của nó là lỗ rỗng dạng phân tử thì nó hấp thụ được những cái chất, cho nên nó là vật liệu lọc hóa học chứ nó đâu phải vật liệu lọc sinh học. Thì ở đây nè, người ta nói là các bạn phải xem xét đến cái yếu tố thứ hai, đó là cái lỗ rỗng.
cái lỗ rộng nó phải tương thích, tức là nó điều kiện cần là nó có diện tích bề mặt tiếp xúc, và điều kiện thứ hai là kích thước lỗ rộng của nó phải tương thích với con vi khuẩn. Và kích thước lỗ rộng tương thích với con vi khuẩn ở đây là kích thước lỗ rộng từ 1 đến 8 micromet các bạn, là kích thước lỗ rộng phù hợp với cho vi khuẩn sinh sống. Nếu mà kích thước lỗ rộng này nó nhỏ hơn thì vi khuẩn không thể chui vào. Và mình đã nói ở trong clip cách đây 3 năm mình nhầm nhắc sơ lại nha, thì nó có khoảng 3 phương pháp từ truyền thống cho đến là hiện đại. Thì có một cái phương pháp do đo diện tích bề mặt, thứ nhất đó là một cái phương pháp cổ, một cái phương pháp nguyên thủy ấu trĩ, đó là nghiền nát cái vật liệu lọc đó ra, chảy nó ra thì nó rộng, nó lớn bao nhiêu thì diện tích nó bấy nhiêu. Như vậy các bạn sẽ thấy một viên đá xanh ở ngoài bình thường sẽ có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn cả một viên matrix, thậm chí lớn hơn cả một chục viên matrix. Tại vì các bạn nghiền nó ra, tại nó đặc mà các bạn. Đó là một cái phương pháp ấu trĩ. Thì ở đây ta thấy rằng cái phương pháp mà đo diện tích bề mặt tiếp xúc của cái thằng mà cái bảng mà của cái người gì Icarus phải không ta? Cái tên gì không nhớ, nhưng mà giống cái bộ phim mà của Marvel nó chiếu á, cái chủng tộc gì đó. Nó thì có cái thằng giống như siêu nhân Icarus gì đó. Thì đưa cái bảng nó lên á thì thấy là cái bông gòn lọc thì nó diện tích bề mặt tiếp xúc lớn nhất, thì nó đo theo phương pháp đó. Đương nhiên đứng lớn nhất đo là một cái phương pháp ấu trĩ, y như là 2 cộng 2 là bằng 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới một cái phương pháp đó là 2 nhân 2 bằng 4. Thì nó gọi là nó cao cấp hơn, đó là người ta sử dụng cái sự hấp thụ của các loại khí, đó là khí nitơ hoặc là metan hoặc là carbon. Thì người ta hấp thụ ra thì người ta thấy nó hấp thụ bao nhiêu khí được thì nó tính được diện tích bề mặt tiếp xúc đó. Nhưng mà nó có một điều như thế này, đó là cái diện tích bề mặt tiếp xúc này nó chỉ ở mức độ là nó chứa ở mức độ phân tử thôi, và nó chứa, và khi mà nó đầy ở mức độ phân tử thì nó sẽ lấp qua cái mức độ mà vi sinh, tức là nó chiếm luôn cái lỗ rộng của vi sinh. Thì cái thằng này nó cho chúng ta biết được tổng diện tích bề mặt tiếp xúc, chứ nó không cho chúng ta biết được cái cụ thể đó là diện tích bề mặt tiếp xúc của vi sinh là bao nhiêu. Do đó cái phương pháp này nó cho chúng ta biết một thông số cụ thể hữu hiệu nhưng lại không đầy đủ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đó là những cái hãng mà của Mỹ đó, nó sẽ đo, nó sẽ không có đo diện tích tổng mà nó sẽ đo diện tích cụ thể, tức là nó sẽ ngồi đó, nó sẽ chiết ra, nó sẽ quét một cái máy nào đó hoặc là một cái thí nghiệm nào đó. Thì mình có đọc về một cái bài này rồi, nhưng mà về chuyên sâu thì thật sự nó quá sức không hiểu được, các bạn chỉ đọc được cái phần kết luận với những một số cái phần mà người ta lập luận thôi, chứ đi vô kỹ thuật là thật sự không có khả năng để mà hiểu. Mấy bài này toàn là giáo sư viết không mà không hiểu nổi, và cũng không phải là trình độ, và mình cũng không có phải chuyên môn của mình nữa, cho nên mình không hiểu. Còn người nào mà cảm giác mà giỏi thì vô đọc rồi khai sáng cho nhiều người khác nha, chứ không có ở comment mà làm loạn nha. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng cái diện tích bề mặt tiếp xúc này nó sẽ lưu ý đến cái phần mà lỗ rỗng. Thì lỗ rỗng mà 1 đến 8 micromet là lỗ rỗng mà để cho vi sinh nó thích hợp. Thì người ta công bố, những hãng của Mỹ thì nó sẽ công bố cái này, nhưng mà những hãng Trung Quốc thì nó chơi theo kiểu hấp thụ nitơ nha các bạn nha. Thì nó sẽ cho nên các bạn sẽ thấy sứ củ sen nó lên tới 6.000, 3.000 trên 1 lít. Thì thật sự đó là diện tích hấp thụ nitơ, cho nên là các bạn không biết được cái diện tích mà để cho con vi sinh cứ ngụ là bao nhiêu. Nhưng mà cái thằng mà ví dụ như là cái bài nghiên cứu, trong một cái bài nghiên cứu mà ở trong cái clip cũ á, mình sẽ đính kèm ở cuối đây, thì các bạn sẽ thấy rằng cái diện tích mà để cho con vi sinh cứ ngụ ở trong cái súp chát á, hay là cái vật liệu gì của cái thằng gì mét gì đó mà Việt Nam mình đến không có, hoặc biểu hôm nữa, thì các bạn thấy đó là cái diện tích cho vi sinh chú ngụ rất là thấp, thậm chí nó thấp gấp 3 tới 4 lần matrix luôn. Nhưng mà trong đó cái diện tích bề mặt tiếp xúc tổng nó rất là lớn, chứng tỏ là cái phần còn lại của nó chỉ nằm ở 0,02 cho đến 0,1 micron thôi các bạn, micromet thôi. Tức là nó khả năng hấp thụ hóa học nhiều. Nhưng mà khả năng hấp thụ hóa học này thì cũng chả cần tới nữa, tại vì không có thằng nào mà qua nổi thằng hoạt tính hết, với thằng Bruggen hết. Thì mình đã nói như thế, cho nên là cái thằng này nó đưa ra cái thông số này nó không có ý nghĩa quá nhiều đối với một cái vật liệu lọc sinh học. Mà vật liệu lọc sinh học chúng ta chỉ quan tâm tới cái thông số quan trọng nhất, đó là diện tích bề mặt tiếp xúc cho vi khuẩn, đó là 1 đến 8 micromet thôi nha các bạn nha. Đó, mình đã làm sáng tỏa cái phần mà chung nhất này rồi. Chúng ta sẽ đi đến cái phần so sánh cụ thể. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy tổng diện tích bề mặt tiếp xúc, thật ra là cả matrix hoặc là Raywell nó cũng không có đưa ra cái diện tích tổng, mà nó chỉ đưa ra cái diện tích của thằng vi sinh thôi các bạn. Thì ở đây là cái diện tích mà của độ xốp hóa học thì mình không biết. Thì ở đó thì mình sẽ giả định của nó là cái gì không biết thì ghi không biết.
thì coi như là hai cái thằng này hãng công bố sẽ là 700, lên trang web của hãng là thấy nha, còn không nhìn cái bao bì thì cũng thấy hãng công bố 700. Riêng cái thằng Light Better M này là 1.700, đây là tổng nha các bạn nha, đây là 1.700. Và ở đây các bạn sẽ thấy là cái độ xốp cho cái con vi khuẩn này á thì của thằng Light Better M nó tới 1.400, thì 1.300 còn lại của nó là độ xốp hóa học. Thì ở đây như mình nói các bạn á, nó là bề mặt cho vi sinh á, thì nó 1.8 mm, còn hóa học chỉ 0.02 và 0.1 thôi. Thì mình không có quan tâm nhiều đến cái phần mà diện tích hóa học này các bạn, tại vì kiểu như nó không đáng kể là bao, thậm chí ở đây nó có vượt lên cho tới 1.000, 2.000 đi nó cũng không quá đáng là bao. Tại vì các bạn biết là một cái than hoạt tính nó diện tích bề mặt tiếp xúc nó lên tới 3, 40.000 hoặc 50.000 hoặc thậm chí cả 100.000 luôn. Cho nên là nếu mà muốn cần hóa học thì bỏ bỏ bịch than vô chứ cũng không có cần thiết mà để làm cái trò này. Nhưng mà than thì nó sẽ có rất nhiều cái nhược điểm của nó, ví dụ như là bệnh lỗi đầu, lỗ đầu và xói mòn cơ quan đường bên. Ở đây nè các bạn, ở đây á, thì vi khuẩn thì nó sẽ chia ra hai dòng, đó là vi khuẩn hiếu khí và vi khuẩn kỵ khí, và nó sẽ thực hiện những cái chức năng khác nhau. Hiếu khí thì nó sẽ đa phần thì nó sẽ thực hiện cái chức năng mà không nói tới những trường hợp đặc biệt nha, thì nó sẽ thực hiện chức năng đó là khử amonyak và nitrit, còn kỵ khí thì nó sẽ thực hiện chức năng là khử nitrat và B4 nha các bạn nha. Đương nhiên sẽ có một cái số dòng vi khuẩn mà nó tiện nghi giống y chang như của thằng Gem Odd vậy đó, thì nó trong môi trường hiếu khí nó cũng sống được, mà kỵ khí nó cũng sống được, và nó cũng có khả năng khử luôn được cả NO3 và B4 luôn. Thì những cái trường hợp đó thì bây giờ mình nét qua, mình sẽ không có đưa những cái trường hợp cá biệt đó vô được, tại vì đưa vô nó sẽ rối não. Tới đây là nó đã rối não rồi. Thì ở cái thằng mà Matrix với cái thằng Raywell á, thì chắc chắn nó có, chắc chắn nó sẽ có hai cái thằng mà chỗ để chung trú ngụ cho hai cái loại chuẩn vi sinh này. Điển hình là nó nói là nó có khả năng khử được cả hiếu khí và kỵ khí luôn, tức là khử được cả NO3 luôn, cả B4 luôn các bạn. Thì test ở trong hồ thì người ta vẫn thấy này, nhưng mà rõ ràng mình không biết rõ ràng của nó là cụ thể nó là bao nhiêu. Nhưng mà riêng cái thằng Lightbetter này thì người ta có đưa ra cái thông số này, và người ta nói là cái thông số mà lỗ hình cầu nè là thường là vi khuẩn hiếu khí, và lỗ hình que đó nó là thường thôi nha các bạn nha. Đương nhiên thì nó cũng sẽ có cái hình mà hình quả lê thì nó sẽ trú vô ngay chỗ cái lỗ hình cầu này luôn, và hình quả lê có thể là nó dính tới cả vi khuẩn mà kỵ khí tỳ nghi nữa nó, thì nó sẽ là khoảng cân bằng như đây. Thì các bạn thấy nè, rõ ràng nè, cái hệ số này nó gần như là nó cân bằng với nhau, thì mình không tính cái phần mà lệch lệch quá nhiều như thế này. Nhưng mà các bạn biết á, cái giai đoạn mà khử nitrat á là cái giai đoạn kỵ khí, và nó cần cái tốc độ dòng chảy rất là yếu, cho nên là cái việc mà nó khử rất là chậm. Do đó với một cái mức độ mà lỗ rỗng cân bằng như thế này thì cái khả năng mà khử hiếu khí của ba thằng này là 80% và kỵ khí nó chỉ có 20% thôi. Do đó là khi mà các bạn xài cái vật liệu lọc mà chỉ riêng những cái vật liệu lọc size nhỏ như thế này, nó sẽ không có khả năng khử nitrat và B4 ở trong những cái hồ mà có tải trọng cao. Ví dụ như những hồ có tải trọng thấp, ví dụ như là hồ thủy sinh nuôi ít cá thì cá thì nó không có nữa, thì lấy đâu mà nó có phân để mà nó ăn. Thì lúc đó thì mình xài thì có thể duy nhất mình chỉ xài cái loại này thôi. Đối với những cái bạn nào mình thấy những cái hồ, ví dụ như gần nhà mình có một cái tiệm hớt tóc, người ta chơi một cái hồ rất là to nhưng mà trong trỏng chỉ có mấy neon thôi, cái hồ đó chắc cũng phải là 400 tới 500 lít nước á, nhưng mà cái neon hình như chỉ có 30 con thôi, và chơi kiểu Igagumi á, ở dưới nó toàn là ngu mau chiên thôi. Thì cái hồ đó chỉ có bón phân thêm chứ lấy đâu phân ra để mà khử các bạn. Do đó là nếu mà xài thì chỉ xài của thằng này thôi, thì tùy theo trường hợp các bạn mới biết là xài cần nên xài cái nào. Thì bởi vì các bạn cần một người bán có cái sự uyên bác và trình độ thạc sĩ như mình. Nó khoe chút xíu rồi ở đây nè, khoan nói một chút xíu, cái Lightbetter này cũng giống như tất cả những sản phẩm khác, tất cả đều hãng đều được giấu tên, và những cái thông số này là của hãng cung cấp. Bây giờ các bạn kêu mình chứng minh thì mình chứng minh sao? Mình chứng minh sao? Tin thì xem, không tin thì đi chỗ khác, chứ không có vô mà nói nhăng nói cùi nha. Tin thì xem, không tin thì đi chỗ khác đó. Rồi ở đây thì các bạn thấy rằng á, thì cái diện tích bề mặt của thằng này nó rất là lớn. À ở đây có chút xíu, ở đây chút xíu nè các bạn. Các bạn sẽ nói rằng ủa, tại sao cùng là đá Long Vũ hết mà sao hai thằng này á, hãng nó công bố là 700 mà sao thằng này tới 1.700. Rồi để mình cho các bạn xem,
Các bạn lên các bạn xem là diện tích bề mặt surface area của đá Long Vũ thì các bạn xem đây. Diện tích của nó là từ 2 cho tới 54 mét vuông trên gram. Thì 1 lít của những cái vật liệu lọc này nó khoảng là 0,8, đương nhiên cái thằng Lightbetter nó chỉ có 0,7 thôi nha. Còn mấy cái thằng kia là 0,8, Rayquell nó tới 1 ký lận. Thì ở đây mình lấy xem là con số chung đi ha, là 0,8 đi. 0,8 đi nha. Thì giờ 0,7, 0,8 rồi 1 ký thì bây giờ mình lấy 0,8, 0,8. 0,8 mà các bạn đi nhân cho 2. Đi nhân cho 2 nha. Là xin lỗi các bạn. 0,8 là bao nhiêu, là 800 gram. Là các bạn thấy là diện tích bề mặt tiếp xúc của nó lên tới là 1.000 tổng đó nha. Khoan khoan. Đúng rồi. Mét vuông trên 1 gram. Nó khoảng là 2, là tới 1.600 luôn. Nhưng mà nếu mà bụp lên 54 đi thì nó lên tới 43.200 luôn. Do đó mình thấy với các bạn nha, tại sao mà hãng, một số hãng nó chỉ công bố 700 và 700 thôi, thì chứng tỏ trong đây nó sẽ có luôn cả cái phần mà tổng. Tức là ở đây nếu mà mình giả sử là thấp nhất là 1.600, đây là 1.700 thì đây thấp hơn đây 100, mà nếu mà cho mà nó maximum lên 43.000 thì nó sẽ cao hơn đây, nhưng mà nó cao hơn thì nó cũng chỉ cao hơn cái thằng này thôi. Nó chỉ cao hơn thằng này thôi. Bởi vậy mình nói là không quá lưu tâm tới cái độ xốp hóa học, mà mình nói là chỉ lưu tâm tới cái phần mà độ xốp của cái thằng vi khuẩn thôi. Thì các bạn thấy rõ ràng nha, ở đây nè, cái này là sệt là ra liền, theo ông bài công bố nghiên cứu của cái thằng nào này nó thì sệt tự nhiên ra. Cho nên mình khẳng định một điều, đó là những viên đá Long Vũ ở những nơi khác nhau sẽ có diện tích bề mặt tiếp xúc khác nhau. Cái viên đá Long Vũ các bạn khai thác ở Indo đi, không bây giờ nói chi ta, bây giờ nó ở dưới biển mà của Indo đi, mà bây giờ một góc biển này với bóc góc biển kia thế nào nó cũng có diện tích bề mặt tiếp xúc khác nhau, chắc chắn nó không thể nào giống nhau. Do đó cái phương pháp của những cái thằng này á, là nó đi khai thác mỏ các bạn, tức là nó sẽ đi khảo sát mỏ, thì nó sẽ coi cái nó sẽ quét nó sẽ lấy cái mẫu vật đó về và nó xem xét coi là ở cái mỏ đó đó nó có đạt những cái tiêu chuẩn về mà cái độ xốp vi khuẩn hay không. Do đó là ví dụ như thằng Matrix với cái thằng mà với thằng Rayquell này nè, thì cái mỏ của nó xem nhau, nhưng mà cái thằng Rayquell nó hơn thằng Matrix một cái nữa là nó có khả năng khử B4, còn thằng Matrix thì nó không có khả năng khử B4 các bạn, nó lại không có khả năng mà khử B4 à, thì cái nó khác là nó khác ở cái chỗ đó. Còn riêng của thằng Lightbetter này thì vô tình cái hãng này nó thầu được cái mỏ mà nó cái diện tích bề mặt tiếp xúc nó lên tới 1.400 lần, nó gấp đôi luôn, thì nó là vô tình nó thầu được. Thì sau này sẽ có những cái hãng nào mà nó hên đi chăng nữa, nó thầu được một cái thằng mà nó lên tới 3-4 ngàn nữa là chắc lúc đó là đổi vật liệu lọc liên tục đó nha. Thì cái đó là do cái vấn đề mà của hãng nó thầu mỏ và nó làm giấy phép và nó khai thác cái đó và nó đem về nó xử lý thôi các bạn. Do đó là mình thấy rằng á, là cái thằng này là nó sẽ không có giới hạn luôn đó. Thì tại sao mà hồi nãy nếu mà bữa có đứa comment nó nói giờ bạn nói diện tích bề mặt tiếp xúc lên tới 50.000 tôi cũng phải tin hả, thì ở đây nè thấy không, 54 thì ở đây nè, cho lại nè, ở đây nè 43.000. Nếu mà tôi muốn phọt, tôi muốn xạo thì tôi không xạo lên 43.000 luôn cho rồi, tại vì ở đây sạch ra là nó có kết quả liền, sạch ra có kết quả liền, muốn xạo thì xạo lên tới 43.000 chứ xạo chi mà có 1.700 vậy, có khùng đâu, thiệt luôn, nó làm thì làm cho tới. Bởi vậy không không nên dùng cái đầu mà học thức thấp của mình để mà đi đo lường cái đầu của một người học thức cao được, vậy nó không nó không hợp lý. Rồi rồi bây giờ mình kế tiếp đó là mình sẽ xem xét tới cái phần mà khi mà mình một cụm này nha, mấy cụm còn lại thì nó y chang nhau luôn, do đó mình sẽ làm kỹ cái cụm đầu đó. Rồi thì B4 á, thì mình nói với các bạn nha, của Seachem là nó không có khả năng khử B4, tất cả những thằng còn lại có khả năng khử B4 hết, và nó thấp hay cao thôi. Đương nhiên cái thằng này diện tích bề mặt tiếp xúc nó cao hơn, thì cái khả năng khử B4 nó so với thằng Rayquell nó sẽ cao hơn, và cái độ khử hết tất cả các mẫu chất thì Lightbetter nó sẽ nhỉnh hơn toàn bộ những cái thằng này. Riêng thằng Rayquell nó chỉ nhỉnh hơn thằng Seachem ở cái phần mà khử B4 thôi, chứ diện tích bề mặt tiếp xúc nó lại y chang nhau. Và ở đây hình dáng á, thì mình nói với các bạn nha, hình dáng này là nhỏ, nhưng mà cái hình dáng của thằng Lightbetter em này nó còn nhỏ hơn cả thằng Rayquell với thằng Matrix nữa. Cầm lên đi thì thấy không biết ai nhìn sao mà nói nó giống Matrix thì cũng hay thiệt luôn á. Rồi chi phí thì để chút xíu nữa nói sau, bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái cụm thứ hai. Cái cụm này á, là đa phần các bạn chơi cá rất là thích,
cái cụm này là tại vì cụm này nó khử nitrat, còn cái cụm này là đa phần các bạn nào chơi thủy sinh nó sẽ thích, nhưng mà thường bây giờ mình thấy chơi thủy sinh bỏ nhiều cá quá, do đó là một cái cụm duy nhất này nó không có khả năng làm cái chuyện đó. Chỉ có những bạn nào mà chơi những cái hồ mà những cái thằng aqua scap á, thì những cái bạn nào mà chơi mà chuyên về một cụm ít cá đó thì các bạn chỉ xài này thôi là đủ rồi, chỉ xài này thôi là đủ rồi. Hoặc thậm chí khỏi xài xài bông lọc và xài gem ót thôi nó cũng đủ rồi, nhưng khỏi cần vật liệu lọc cũng được, tại vì gem ót nó sẽ khử được hết mấy thằng đó rồi đó. Thì ở đây cái khi các bạn nào mà chơi hồ cá và tải trọng mà nó cao cao một chút xíu, và thậm chí hồ thủy sinh tải trọng cao cao chút xíu, thì các bạn phải xài thêm cái này. Thì đây là có hàng Bon, Magic Bon và Lát và Sandler, thì đây nó đồng tương sai với nhau và nó đồng về cái khả năng mà cự lý kỵ khí và hiếu khí. Thì khả năng cự lý kỵ này ở đây là mình cho các bạn nha, thằng Sea Cam nó chỉ có 16 thôi nha, đây là hãng công bố nha, nó ghi là 16.000 mét vuông trên cm trên 1 lít, thì đổi ra thì nó chỉ có 16 thôi, 160 đâu phải không, 160.000 thì nó đổi ra đó. Cho nên các bạn coi cái đơn vị nó nằm phía sau nha, có nhiều người sớm sát nhìn vô cái tự chủ thấy diện tích bề mặt tiếp xúc bự quá, ai ngờ nó để cm vuông. Cái đây là một thủ thuật của hãng đánh lừa những người thông minh và ẩu tả, lộn, đánh lừa những người mà gọi là sao ta, ẩu tả. Rồi ở đây thì Rywell nó vẫn có cái diện tích bề mặt tiếp xúc ở cái thằng lát này lên tới 700 các bạn, lên tới 700, vậy là nó gấp 48 lần so với thằng Matrix. Thì đương nhiên ở cái size Bond á, thì chúng ta size lớn á, thì thằng Rywell nó sẽ nhỉnh toàn tập hơn thằng Matrix luôn, nó nhỉnh toàn tập hơn luôn. Mình không nói tới cái khả năng mà khử B4 thì nó vẫn nhỉnh toàn tập hơn, lý do diện tích bề mặt tiếp xúc nó lớn hơn. Ở thằng Lightbetter thì nó vẫn giữ nguyên cái thông số như vậy, nhưng mà các bạn xem đây nè, ở thằng Lightbetter này các bạn xem nè, cái mà phân bổ hiếu khí hình cầu của nó chỉ có 20 thôi, có 20 mét vuông thôi đó. Chỉ có 20 mét vuông trên 1 lít thôi. Nó dồn hết cho cái phân bổ kỵ khí của hình que, lỗ hình que này lên tới 1380 mét vuông. Tức là cái lỗ rỗng của nó khác nhau nha các bạn nha. Tức là khi mà nó nằm ở bên trong thì cái lỗ rỗng nó là lỗ rỗng hình que, mà nó nằm ở bên ngoài là lỗ rỗng nó là lỗ rỗng hình cầu. Để cho những con hình cầu, hình quả lê á, thật sự ra người ta chỉ kêu là hình cầu xẹt hình quả lê, nhưng mà mình nói hình quả lê các bạn không hiểu, thì do cái gọi là cái hình thù của con vi khuẩn thôi mà nó có những cái kích thước lỗ rỗng khác nhau. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng nè, mặc dù các bạn thấy rõ ràng không, nếu mà nói chiếm thì ở đây nó chiếm gần như là 90 mấy% luôn về cái phần mà diện tích phân bổ lỗ rỗng, nhưng mà cái khả năng xử lý hiếu khí của nó vẫn lớn hơn, nó không nhỏ hơn được các bạn. Thì như mình nói á, bởi vì cái tốc độ xử lý kỵ khí nó rất là chậm, nó chậm dữ lắm, nó chậm đâu đó cũng phải là, bữa đó mình có đọc một nghiên cứu mà giờ mình tìm không còn ra được nữa, đó là khoảng 2 cho đến 500 lần so với cái tốc độ hiếu khí. Do đó là lý do tại sao mà mọi thứ ào ạt xuống bằng không mà nổ ba các bạn vẫn cao vậy, bởi vì nó xử lý rất là chậm. Do đó tại sao mà chúng ta luôn luôn cần cái size bự này nó gần như gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần cái size nhỏ này, để mà nó đỡ cho cái phần mà xử lý kỵ khí của chúng ta đó. Thì những cái thằng đó ở đây nguyên cái cụm này thì không yêu cầu dòng chảy, do đó là các bạn không cần xài lò, các bạn không cần xài lò. Và đối với mình nha, đối với mình thì hai thằng này M và L không cần thêm cái thằng S ở bên cạnh của Supernova, nó có khả năng tải hết toàn bộ cho bể một khối nước của mình với 4 lít vật liệu lọc, trong đó là 1,5 lít thằng M và hai trong đó là khoảng một 1 lít thằng thằng M và 3 lít thằng L. Mình chỉ dùng Lightbetter thôi, thì cái clip của cái hồ đó nó sẽ lên sau và sẽ chứng minh cho các bạn thấy là nguyên cả một cái hồ một khối nước nuôi rất là nhiều cá và chỉ có 4 lít vật liệu lọc thôi. Các bạn nói bạn không tin bởi vì mình cũng thấy là rất là bất ngờ, trong khi hồ đó khi mà mình xài Rywell á, thì lúc mà mình xài cái thằng ZW 3000 á, thì mình xài của Rywell mình xài tới 14 lít vật liệu lọc, nhưng mà nó vẫn không có khả năng đẩy NO3 xuống dưới 10 các bạn, nó loanh quanh ở đó toàn là trên 10,6 không à, nó không thể nào nó xuống dưới. Tuy nhiên khi mà mình đổi qua cái thằng Lightbetter M này nè, L này nè, và mình cycle lại trong vòng 2 tuần với xem odd thôi, cũng không thêm bất kỳ một cái vi sinh khác nào vô, thì nó hôm nay mình test ngay, cái ngày hôm nay là cái ngày mà mình quay cái clip này nè, là ngày 29 tháng 11 nè, thì ở ngay cái ngày hôm nay mình quay á, thì hồi sáng mình test NO3 nó chỉ có 6,3 thôi. Các bạn thấy không,
khi mà từ 14 lít mà mình giảm xuống còn có 4 lít mà cái NO3 nó lại giảm, chứng tỏ là cái diện tích bề mặt tiếp xúc của cái thằng Lybetter này nó lớn khủng khiếp, cho nó chứa được một cái lượng vi sinh nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải nói đi cũng phải nói lại, đó là cái công nghệ mà nước, dòng nước chảy của thằng Luvo thì nó hơn cái thằng ZW nhiều rồi, thì nó cũng sẽ có bổ trợ một phần nhờ cái thằng đó nữa, nó nhờ cái thằng lọc nữa. Nhưng mà ở đây mình muốn chứng minh cho các bạn thấy một điều, đó là Lybetter M nó quá xuất sắc, diện tích bề mặt lớn hơn gấp đôi diện tích bề mặt tiếp xúc nè của vi khuẩn lớn hơn gấp đôi, thì đáng lẽ từ 14 mình giảm xuống thì thành 7 lít phải không? Cái này không, mình giảm xuống tới gấp 3 luôn các bạn, là mình còn có 4 lít nè. Mình giảm xuống còn có 4 lít. Không, mình giảm xuống gấp 4 luôn á. Ba trăm mấy 4 á thì mình giảm xuống còn có 4 lít à, nhưng mà kết quả nó lại vượt bậc luôn, thì chứng tỏ nếu mà các bạn đem double từ 10 xuống là nhân cho 2 nhân kia 4 là mình đã giảm xuống tới 8 lần. Mà tức là mình công sức của thằng này đó là theo thực nghiệm, cho nên thực nghiệm của hồ mình thì có thể nó không đúng với hồ khác, cho nên mình không có đem vô cái bảng này. Nhưng mà mình chia sẻ đó là cái công năng của cái thằng Lybetter này, nó có khả năng là hơn gấp 8 lần so với cái thằng Rewell. Nếu mà nó hơn gấp 8 lần so với thằng Rewell thì nó có thể hơn gấp 100 lần so với thằng Seachem, bởi vì các bạn biết là Rewell L nó đã gấp 48 lần của thằng Matrix Bond rồi. Thì đó là cái mà điều mà mình muốn muốn nói đây. Rồi tới qua cái cụm thứ hai, đó là cái thằng này thì các bạn nào mà chơi tới cá hay là thủy sinh tới đây là đủ rồi nha. Đó rồi, bây giờ tới tép với san hô sẽ nghe cái cụm này đó. Rồi cái cụm này thì nó cái kích thước nó size nó bằng nhau à. Ở đây mình nói cho các bạn quên nói nè, thì cái thằng Magic Bond và san l này kích thước là kích thước lớn, nhưng mà cái thằng Lybetter L này kích thước của nó còn bự hơn thằng này nữa, thậm chí nó bự gấp đôi luôn, có nhiều cục nó bự như cục trứng gà luôn, nhưng nó bự kinh khủng luôn. Và nó không đồng đều giống như là cục Rywell hay là Seachem đâu, tất cả Lybetter hầu như nó không đồng đều. Lý do một phần mình giả thiết của mình thôi nha, hãng thì nó không thèm trả lời đó, thì giả thiết của mình thôi, đó là cái diện tích bề mặt tiếp xúc này nó được tạo ra bởi các sự mix giữa các hạt khác nhau. Do đó là tại sao mình thấy là ở đây nó sẽ có cái hạt rất là to, và nhiều khi có cái hạt nó nhỏ hơn cả khoảng cỡ khoảng 2 phần 3 luôn, thậm chí cả thằng M này luôn. Tức là cái diện tích bề mặt tiếp xúc này và cái sự hiệu quả của cái phân bổ lộ rộng này là do cái sự mix của các hạt, chứ nó không phải là nó tương đương. Nhưng mà các hạt này nó không giống nhau, ví dụ các bạn lấy cái hạt nhỏ nhất của size L nó không bao giờ bằng cái hạt lớn nhất của size M, nó vẫn lớn hơn nha, chứ không phải là các bạn nghĩ là M là mix của thằng L với một thằng nào đó, là không phải đó. Còn đối với cái thằng mà size S này thì kích thước hạt của nó là mình thấy nó bằng nhau, đều bằng một cái hạt đậu xanh nhỏ đó. Thì ở đây là tất cả những cái thằng này á, riêng đi nữa chat thì mình có hỏi hãng luôn, thì hãng nói nó không có công bố diện tích bề mặt tiếp xúc và nó cũng không nói luôn. Thì ra queo nó 700 thì thằng này vẫn là 1400, 1406 thì nó lệch nhau có nhiêu đó đi. Nè các bạn thấy nè, cái phân bổ lỗ rỗng hình cầu có 16, thằng Lybetter L là 20, thì cho nó nhỉnh hơn có khoảng 4 đi, có 4 mét vuông thôi. Nhưng mà tại sao cái khả năng xử lý B4 và nitrat nó rất cao, thì bây giờ mình sẽ quay lại mình coi cái thông tin của nó. Các bạn lên web đi. Ở đây trời ơi, sợ lắm, sợ đang quay nói nửa chừng nó thao thao bất tuyệt rồi cái máy nó đứng cái phải quay lại. Đây ở đây nó có nói như thế này này: mặc dù Lybetter S có sự phân bố các loại lỗ rỗng sinh học gần giống như L, tuy nhiên khả năng xử lý kỵ khí của nó hơn gấp 3 lần so với size L và 7 lần so với size M. Điều này là do tốc độ vận chuyển dinh dưỡng qua các lỗ chân lông được sắp xếp hiệu quả cho quá trình kỵ khí với tốc độ dòng chảy là 200 tới 400 lít trên giờ. Thì đúng là nó sẽ có tốc độ dòng chảy, nhưng ở đây nè các bạn lưu tí nè, sự sắp xếp các lỗ rỗng có nghĩa là như thế nào? Các bạn nghĩ đi nha, bây giờ nếu mà tất cả các lỗ rỗng nó xếp thẳng hàng thì dòng nước nó sẽ chảy một cái ào qua giữa các khe của các lỗ rỗng. Nhưng mà nếu các lỗ rỗng nó được xếp một cách zích zắc nhau, tức là theo hình chữ Z á, thì cái dòng nước nó muốn chảy thì nó sẽ chảy theo hình chữ Z.
nó chạy theo hình chữ Z. Vô tình khi mà nó chạy theo hình chữ Z như vậy, nó sẽ tận dụng được hết tất cả các lỗ rỗng, và dòng nước nó sẽ còn giảm tốc khi mà nó qua các lỗ rỗng nữa. Tại vì nó đi một cái ào, đi một đường thẳng thì nó sẽ chạy rất là nhanh. Còn nếu mà đi zig zag thì tự nhiên cái tốc độ càng về sau thì nó sẽ càng giảm đi. Thì đó là do cái sự mà sắp xếp của các lỗ rỗng nữa đó. Thì do đó là nó làm hiệu suất cho cái thằng Lightbetter F này nó rất là cao so với thằng L, mặc dù cái sự phân bổ lỗ rỗng của nó gần như là như nhau đó. Thì ở đây thì đối với cái thằng Dinichat á, thì nó có khả năng khử B4 thấp, Raewell Nichat thì nó cao rồi, còn thằng Lightbetter F thì rất cao rồi, em nói rồi. Thì các bạn cứ xem nè, cái khả năng xử lý B4 á, thì chỉ có thằng mà Dinichat của Seachem là nó có thôi, còn ngoài ra Magic Ball thì nó sẽ không có. Còn Raewell với thằng Lightbetter thì đương nhiên nó có hết. Rồi ở đây thì chút xíu Supernova nó sao nha. Rồi ở đây chi phí, thì chi phí này nè, giá này sẽ tính theo giá học nguyên siêu hết nha, không tính giá chiếc đâu nha. Đừng lấy thùng trăm lít cho chiếc là nó 100-200 ngàn bỏ vô đây thì không được nha, nó kỳ cục lắm đó. Magic thì 300 hữu nguyên siêu nha. Còn Medium là 380 hữu nguyên siêu. Thì cái này mình bán rẻ nhất thị trường rồi, thích nào mua đó, cái nào cũng có bán hết á, chứ không phải yêu cầu các bạn phải xài Lepetter đâu. Lepetter là 330, Seachem Magic Ball là Seachem Magic Ball là 320 rồi. Còn Lepetter 330 và Raewell là 380 nó. Thì các bạn xem là địa chất là 400, nai chất là 440, và Lepetter S mình bán có 330 thôi. Ở đây nó như thế này nữa các bạn. Ở đây riêng cái thằng Lightbetter đó thì mình tốt lành thêm chút, mình có tặng cho các bạn những cái viên vi sinh nó phù hợp với cái size của vật liệu. Ví dụ 1 lít của thằng Lightbetter em này nó có khả năng xử lý là 400 lít nước, thì mình tặng cho các bạn một viên Microbiolin 14. Thì tại sao mình mới đầu mình tính tặng Zemos á, nhưng mà mình thấy không nên. Tại vì Zemos về mấy các bạn mà chơi hồ cá biển các bạn bỏ hết thì nó cũng tội cho các bạn. Cho đó là mình sử dụng cái thằng Lin 14 này thì nó có khả năng là xài được hết cho tất cả các bể. Chỉ khi nào các bạn nào mà xài cúc nền thì các bạn nào không cái phân nền thì các bạn xài không được thôi, thì cái đó coi như xui thôi, thanh lý lại cho người khác, cho người khác tặng biếu gì đó. Đó, đó thì cái trường hợp đó rất là ít. Thì ở đây nè, tại sao mình là các bạn thấy không? Cái chi phí mà gọi là cái chi phí mà cái giá trị của cái viên vi sinh này nó 22.000, 22.000, còn cái thằng này là 11.000 á. Tại sao mà nó lệch nhau vậy? Bởi vì á, 1 lít của thằng Lightbetter M á, nó xử lý được tới 800 lít nước, còn Lightbetter L nó chỉ xử lý được có 400 lít nước thôi. Do đó thì mình canh theo cái kiểu mà ví dụ 1 lít thì mình sẽ tặng 2 viên, còn lít bên đây mình tặng 1 viên. Ở đây cũng vậy, 1 lít ở đây mình cũng chỉ tặng có 1 viên thôi, bởi vì khả năng nó cũng xử lý được có 400 lít nước à. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là cái hàm hữu dụng, thì mình ghi là tính hữu dụng. Cái hàm hữu dụng này hồi đó trong kinh tế mình học nó sẽ như thế này. Sai rồi. Gì trời. Cái hàm hữu dụng này, cái hàm hữu dụng được ký hiệu bằng U là utility đó các bạn, là sự hữu dụng, sự hữu ích. Cái hàm hữu dụng này nó có rất nhiều công thức, nhưng mà cái công thức mà hầu đó mà mình thường sử dụng nhất nó sẽ bằng cái gọi là R là return, tức là lợi nhuận, tức là cái lợi ích mà các bạn có được. Tại bây giờ mình đang tính ở hàng hóa mà, không hàng hóa thì nó sử dụng gì, cái công thức gốc nó là gì thân á, nhưng mà hàng hóa mà nó sẽ gọi là chữ yield các bạn, tức là cái mức độ mà hài lòng nó đem tới cho mình. Thì ở đây nó được đo bằng diện tích bề mặt tiếp xúc, chứ bây giờ kêu đo bằng cái gì, bây giờ nó đâu có con số nào ngoài cái diện tích bề mặt tiếp xúc là cái sự hữu dụng của nó đâu. Cái thứ hai là trừ cho cái chi phí của các bạn bỏ ra, thì cái thằng này là cost, và nó nhân cho cái độ biến động giá. Thì bây giờ cái độ biến động giá không ai mà rảnh đâu đây mà đi ngồi mà thống kê giá, và cái sự thống kê giá của cái độ biến động giá này nó cũng chả có hữu ích gì hết á. Giá nó cũng chỉ tuột thôi, dao động mấy chục ngàn thôi, chứ nó không phải bất động sản mà đâu dao động tất cả tỷ đâu mà tính tới cái độ biến động giá đó. Đương nhiên thì tại sao mà người ta đưa cái độ biến động giá ở đây, bởi vì những cái nhà mà giao dịch lớn, những công ty lớn, người ta nhập hàng, người ta nhập tấn không mà. Do đó một cái sự biến động giá mà chỉ khoảng chừng 20 ngàn thôi, mà trên một đơn giá mà tính trên mấy tấn đi thì nó cũng sẽ thành tiền tỷ. Do đó là sẽ tính tới biến động giá. Nhưng mà mình ở đây là người chơi bình thường, bỏ có 2, 3, 400 ngàn ra mua mà đòi tính độ biến động giá, dẹp bỏ đi đó.
là không có tính đến độ biến động giá. Thứ hai là tính đến cái gọi là cái hệ số, gọi là hệ số hài lòng của cái người tiêu dùng. Thì mỗi một người sẽ có một cái hệ số khác nhau, nhưng trung bình bình quân thị trường hệ số nó sẽ là một, do đó là mình chọn một luôn. Chứ bây giờ ai mà biết hệ số của các bạn, giờ các bạn hỏi hệ số các bạn là bao nhiêu các bạn có biết không, làm sao mà biết được? Cái đó phải đi test tâm lý học á, nó sẽ có một cái bảng test tâm lý học, hồi đó học bên đầu tư vô. Các bạn ở đây người nào mà đi đầu tư vô quỹ đầu tư á, có chừng 2-3 triệu vậy đó, liên hệ một cái quỹ đầu tư nào đó, xong rồi người ta đưa nguyên cái bảng mà mục đích yêu cầu để người ta chấm điểm ra cái độ mà cái hệ số e ngại rủi ro của các bạn, là tự nhiên người ta sẽ chấm được. Lúc đó mình biết mình bao nhiêu liền, bỏ tiền vô quỹ đầu tư đi, biết không cần nhiều tiền đâu đó. Thì cái đó mình rút gọn lại thì nó chỉ còn có hai cái này thôi. Các bạn thấy y chang như thu nhập mà trừ cho chi phí thì nó còn lại cái gì, lợi nhuận chứ gì nữa, hay là còn lại tiền tiết kiệm chứ nữa, gọi là phần dư á. Thì ở đây là công thức nó rất là đơn giản, mình rút gọn rồi đó. Thì ở đây là độ hữu dụng, gọi là cái yield này mình sẽ đo bằng cái nhiệt tới bề mặt tiếp xúc. Thì ở đây các bạn sẽ thấy đây nè, nó sẽ là nhiệt tới bề mặt tiếp xúc trừ cho cái chi phí, nhưng mà mình phải cộng luôn cho cái phần tặng vi sinh nữa, bởi vì vi sinh này nó chính là cái yield luôn. Cho nên là cái công thức này mà nếu đúng á, thì bây giờ chạy hết rồi, giờ kêu kỳ quá. Nó sẽ là diện tích bề mặt tiếp xúc cộng với cái giá trị của cái biên vi sinh và trừ cho cái chi phí. Thì ghi như vậy các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng mà phép cộng mà có tính chất giao khoán mà, thì vậy đi, giờ lỡ vậy rồi thì giờ đừng kêu mình sửa, tại vì sửa kéo lại mệt lắm. Sửa là một kéo là một chút xíu là phải chạy format nữa đó. Thì ở đây nè, ở riêng ở đây thôi sửa cho các bạn cho vừa lòng, mất công nói này nó nọ đó. Nó sẽ là cái này cộng cho cái giá trị nhân vi sinh, thì đương nhiên matrix với lại vector mình có tặng đâu, đương nhiên phải bằng không rồi, trừ cho chi phí thì nó cũng ra 400 thôi. Rồi thấy không, cái gì đây? Cái thằng này nó là con số âm nè, tại vì đính theo công thức này nó sẽ là con số âm các bạn nha, tính theo công thức này nó là con số âm, cho nên là cái này là lấy giá trị tuyệt đối thì nó sẽ đúng hơn. Riêng cái thằng này thì lấy giá trị tuyệt đối rồi. Ok, chúng ta sẽ có đương nhiên thằng lấy vector nó sẽ là đứng nhất, bởi diện tích bề mặt tiếp xúc của nó lên tới 1.700 lận, tích bề mặt tiếp xúc của nó lên tới 1.700 lận, cho nên là nó sẽ đúng. Nhưng mà nếu mà tính sát sao nên lấy 1.400 thôi chứ đừng lấy 1.700. Bây giờ mình lấy 1.400 thì nó cũng thắng thôi, mình lấy 1.400 thì nó cũng thắng thôi, chứ nó cũng không có thua đâu. Tại vì bạn biết sao không, cái diện tích hóa học này nè, cái độ xốp hóa học này mình như mình nói là nó không có quan trọng, mà thằng Lay vector nó cũng chỉ có 300 thôi, giờ nó 3.000 tôi cũng không quan tâm nữa, chứ đừng nói mà 300. Và hai hãng này nó cũng đâu có công bố diện tích hóa học của nó đâu, ví dụ như cơ sở Củ Sen nó công bố lên tới 3.000 đó, nó công bố lên 3.000, nhưng mà thật sự cái diện tích mà chứa vi sinh của nó chắc được có mười mấy quá. Y như thằng sắp chắc cũng vậy nữa, cái diện tích mà chứa vi sinh của nó chỉ có khoảng đâu đó là 56 thôi thì phải. Trời ơi, nó ít khủng khiếp luôn các bạn, ít kinh khủng luôn á. Mặc dù hãng mà nó công bố diện tích về mặt tiếp xúc nó cũng đo theo phương pháp nghiền nhỏ luôn, cái phương pháp mà nguyên thủy á. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái mức hữu dụng của thằng này vector nó là đứng nhất. Do đó nếu mà ở mức hữu dụng như thế này, diện tích bề mặt tiếp xúc như thế này, được tặng vi sinh và giá cả rẻ như thế này, thì tất cả những thể loại hồ thì nên xài lại vector. Còn tùy thích người nào mà thích cái sự mà gọi là thích cái sự mà trong sáng, thích cái sự minh bạch mà phải show hãng này kia, nguồn gốc rõ ràng này kia, thì có thể mua Seachem mà mua Rywell mình vẫn bán, và giá mình bán rất là rẻ, thích nào mua đó, chứ không phải là mình không bán mấy cái này nha. Đó, cho nên là mua gì thì tôi cũng có tiền đó. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ xét ở trong cái khuyến nghị như thế này. Ở đây thì matrix thì các bạn chỉ xài hồ cá thôi, bởi vì nó không có khử được B4, do đó là hồ thủy sinh thì nó sẽ không thích hợp, hồ tép nó cũng không thích hợp luôn. Thì riêng đối với cái thằng M này nè, Rywell và thằng Lavender này nè, thì các bạn có thể cá thủy sinh, tép, san hô. Nhưng mà ở đây các bạn á, mình khuyên các bạn á nha, thì khoan, rồi đúng rồi, nói chung cá thì sinh xếp tép san hô. Thì đối với những cái hồ nào mà aqua scrubber thì các bạn chỉ cần xài lime M thôi, và duy nhất là khỏi cần xài L. Riêng đối với cái thằng mà hồ mà cá hay là thủy sinh mà tải trọng nặng á, san hô thì đương nhiên là tải trọng nặng rồi, thì các bạn phải xài kèm theo cái size L, và nên kèm theo cái lượng khuyến nghị của nhà sản xuất. Ví dụ nhà sản xuất yêu cầu là M là nên là 0,5L, tức là L gấp đôi á. Tức là thằng này mà hồ 400 lít đi, thằng này là 500 ml, còn thằng này tới 1 lít lận.
Đó. Rồi, riêng đối với cái thằng mà cái cụm còn lại, như mình nói với các bạn là chỉ nên xài cho tép với san hô thôi, bởi vì nó yêu cầu lò và các bạn thiết kế cho cái hồ mà bio á bạn, cái lọc bio á. Cái lọc bio và những cái lò kỵ khí Labeter S đặc biệt được thiết kế cho hệ thống lò vật liệu như bio, tép, cá nước ngọt, tức là những cái lọc mà bio QS á, và cái bể san hô. Ở đây thì các bạn có thể thấy là ở đây mình có thiết kế sẵn những cái lọc như thế này, những cái lọc mà lò như thế này các bạn chỉ đem về và xài thôi. Cái vụ gì nữa đây, tối là nó vậy, cái thằng pin này nó bị nè. Ở đây nè các bạn thấy nè, ở đây nè thì mình có thiết kế nè, các bạn thấy không, cái thằng này là xài cho cái bể tép hoặc là bể cá nước ngọt nào mà dưới 40 lít á, thì ở đây là mình có bỏ thằng gel vô trong đây nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà chỉ nuôi cá không á thì các bạn có thể là kêu mình đổi, thì giá nó cũng không đổi đâu, mình đổi thành full Labeter S hết thì nó sẽ tăng công suất lên được 40, nâng công suất từ 40 lên thành 80. Tuy nhiên thì nó sẽ không có hiệu, nó sẽ không có bằng cái hồ tép 40, tại vì cái gel này nó có khả năng mà đẩy biofilm ra và hút kim loại nặng cho bể tép, thì cho nên là bể tép này khi mà các bạn đẩy gel vô thì đương nhiên nó bị giảm xuống một nửa công suất rồi, nhưng mà nó sẽ hữu hiệu hơn. Còn bể cá mà các bạn nuôi cá beta cái gì á, mấy nhỏ nhỏ đó, thì các bạn có thể lấy cái lọc bio này và nó xài được. Các bạn kêu mình đổi mình sẽ đổi. Còn riêng đối với một cái bể lớn ví dụ như 200 lít á thì mình sẽ xài cái thằng này. Thì đối với các bạn nào mà không mà chơi cá thì không có ai xài này đâu, là chỉ xài bể san hô hoặc là những bể tép thôi. Còn bể chơi cá như mình nói với các bạn á, chỉ cần hai cái cụm này M và L là đủ, không cần quan tâm gì là bỏ vô là xài được, bỏ vô là xài được nha. Ok, mình bỏ vô là mình xài được. Rồi ở đây mình sẽ nói tới một cái, khoan nói supernova đi, ở đây mình sẽ nói tới một cái như thế này. Hãng nó nghiên cứu như thế này các bạn, hãng này nó nghiên cứu ở trong những cái môi trường lọc khác nhau, chứ không phải nó chỉ đơn thuần khuyến nghị một cái mà gọi là vô tội vạ giống như là của Seachem hay là của Rayquell đâu, mà nó khuyến nghị nè ở trong lọc thùng hoặc trong một cái hệ thống vật liệu mà các bạn đựng ở trong cái lò, mà những cái thường thường ở trong mấy cái bể san hô người ta sẽ làm cái lò riêng. Mình sẽ thấy là ủa sao kỳ, tự nhiên cái lọc tràn dưới mà nghe bỏ thêm cái lò, xong bỏ đại vô cái hộp lọc đi, tốn cái lò chi 7 triệu tới mười mấy triệu đó, hoặc là cái lọc thùng, thì người ta thấy rằng cái sự cái dòng chảy của lọc thùng á nó làm cho tất cả những cái vật liệu lọc không bị chết ở tất cả những phần nào hết, và dòng chảy nó thiết kế càng tối ưu. Ví dụ như cái thằng Luval thì nó dòng chảy nó là tới 3 dòng, tức là 3 flow á, còn những cái thằng lọc thùng khác dòng chảy nó chỉ 2 flow thôi. Còn cái thằng Ehem thì mình cũng không biết tại chưa nghiên cứu tới, nhưng mà tất cả những lọc thùng ở trên Trung Quốc hay là của Việt Nam mình á, Việt Nam mình là một flow nha, lọc chế là chỉ một flow thôi đó. Còn cái thằng mà của Trung Quốc á, mặc dù nó dởm thiệt nhưng mà dòng chảy nó tới 2 flow. Còn riêng cái thằng mà Luval dòng chảy nó tới 3 flow. Thì tất cả những cái dòng chảy nào mà cái flow của nó càng nhiều thì nó làm cho tất cả vật liệu lọc nó được tận dụng tối đa. Tuy nhiên chỉ cần 2 flow là nó đã tận dụng hết tối đa vật liệu lọc sinh học rồi. 3 flow có nghĩa là nó tận dụng luôn cả bề mặt dị dưỡng luôn, nó sẽ tận luôn cả dụng luôn cả bề mặt dị dưỡng luôn. Do đó là tại sao mà cái hồ mình nó 400 lít gì ta một một khối nhưng mà chỉ có 4 lít vật liệu lọc thôi mà nó có thể khả năng đẩy tới như vậy, bởi vì nó tận dụng cái lớp dị dưỡng rất là siêu rồi đó. Thì ở đây á, khi mà các bạn xài ở trong những cái hệ thống mà tràn dưới hoặc tràn trên á thì nó có khả năng là các bạn phải tăng liều lượng lên, tại vì cái bể mà tràn dưới và tràn trên nó không thiết kế theo cái kiểu đó. Dù cho cái hệ thống tràn dưới các bạn có thể thiết kế theo kiểu 2 flow, nhưng mà hiện tại mình thấy tất cả những cái bể tràn dưới trên hiện tại của những cái đơn vị thi công mà xịn sò nhất, dữ dội nhất hiện nay, thì dòng chảy của nó cũng không đi được 2 flow nha các bạn, toàn là 1 flow hết, nó toàn là đi theo kiểu một dòng hết. Mà cái 2 flow này á, tức là trong tương lai mình sẽ làm một cái bể, không hứa nha, này không hứa nha, đừng trông mong rồi mắc công rồi tôi bị nghiệp nữa, này không hứa nha. Trong tương lai nếu mà có duyên đủ phước đủ số và tôi còn sống tới đó thì tôi sẽ làm một cái bể xích lít Đông Phi, này cũng mê cái này lắm. Thì lúc đó sẽ làm tràn dưới, và khi làm tràn dưới thì mình sẽ yêu cầu cái người mà bên thi công hộ nó sẽ thiết kế cái lọc tràn dưới 2 flow cho mình. Thì 2 flow này nó cũng chỉ dựa vào nguyên tắc của cái thằng lọc thùng Trung Quốc thôi, cái dòng nước nó đi theo kiểu lọc thùng Trung Quốc thôi để nó tận dụng tối đa những cái ngóc ngách của vật liệu lọc. Tuy nhiên thì cũng không hết 100% đâu, bởi vì cái tràn dưới nó quá bự đó. Thì có khác khả năng là những cái hệ thống lọc khác các bạn sẽ phải sử dụng nhiều hơn, nhưng mà nhiều hơn ở đây là bao nhiêu
Thì nhiều hơn ở đây á, thì theo thực nghiệm của mình á, những người khách xung quanh mình xài á, thì họ chỉ nhiều, có người thì xài bằng thì nó tụt rồi, có người thì họ nói là nhiều hơn, là nhiều hơn 25%, thì họ chỉ mua nhín hơn được có chút xíu à. Còn có nhiều người thì mua rất là nhiều, nhưng mà họ mua rất là nhiều đó là do theo cảm tính, chứ họ không có thí nghiệm từ cái khúc mà bằng rồi lên miếng rồi bằng rồi lên miếng, chứ không phải cái kiểu mà tức là họ thích họ mua ào ạt rồi họ bỏ vô, thì cái kiểu đó không tính nha. Đó thì đây là cái mà phần mà hãng người ta, cái hãng này nó rất là kỹ nha các bạn nha, nó nghiên cứu rất là nhiều ở đây nè, lỗ sinh học rồi lỗ rỗng, hình que hình cầu rồi sự sắp xếp giữa các lỗ rỗng rồi hấp thụ hóa học rồi dòng chảy nước rồi cách sắp xếp nữa nè các bạn, nó nghiên là cách sắp xếp như thế nào, tức là cái khả năng và cái trình độ của người ta nghiên cứu rất là cao. Rồi chết mẹ 45 phút rồi, chết chữ thề rồi. Rồi thôi tiếp nha các bạn nha, ráng chút xíu ngủ đi, tại vì 11 giờ khuya rồi nè, mình cũng thức để làm clip nè, tại vì mấy bữa nay hát hò không, mà sáng làm không được, phải tối người ta hết hát mới làm được. Supernova cái chung của nó cũng y chang vậy, nhưng mà cái hạt của nó nhỏ lắm nha, cái hạt của nó giống như cái hạt cơm ceramic mà hạt nhỏ đó, nó nhỏ, nhỏ xíu luôn á, nó nhỏ tí xíu. Và 1700 như thế này là toàn bộ là hấp thụ hóa học hết, và cái khả năng của nó chính là khả năng của một cái dạng mà carbon các bạn, khả năng của nó là một cái dạng mà carbon hoạt tính á, tức là than hoạt tính. Tuy nhiên nó có khả năng, nó là hấp thụ phân tử protein thì nó sẽ hấp thụ luôn cả thằng B4 than hoạt tính, nó không hấp thụ được B4 mà nó chỉ có nhả B4 ra thôi, nó làm tăng B4. Cái thứ hai, thằng này nó hấp thụ chứ nó không hấp phụ, phụ với thụ nó khác nhau nha, chữ thờ với chữ phờ nó khác nhau nha. Hấp phụ thì nó sẽ nuôi cấy luôn những con sán và vi khuẩn đường ruột, gây những cái bệnh lỗ đầu và xói mòn đường bên, như là cái clip B4 mình có nói với các bạn. Thì thằng này nó không có khả năng đó, và thằng này nó hấp thụ phân tử protein, kích thước của nó là 0,02 cho tới là 0,1, do kích thước quá nhỏ như vậy nó không có khả năng hấp thụ ion, thì nó không có khả năng tác động đến vi lượng ở trong hồ cá, tuyệt đối an toàn cho vi lượng. Than hoạt tính nó sẽ hấp thụ vi lượng, Brugge nó sẽ hấp thụ một phần rất nhỏ vi lượng không đáng kể đó, thằng này không hấp thụ vi lượng. Và một cái nữa đó là thằng này nó cũng chơi hoàn toàn không tác động độ pH, than hoạt tính sẽ tăng độ pH, Brugge thì nó sẽ chơi đó. Thì thằng này, và cho mình nói cái lợi, nhưng mà mình nói cái công sức và hiệu suất của nó, thì nếu mà nói xét về hóa học thì nó xua xa lắc cái thằng than hoạt tính với thằng Brugge. Nhưng mà ở đây phải nói đi nói lại, mình có một cái điểm mà mình cực thích với nó là nó siêu nặng luôn nha, rớt xuống y như là gớm luôn, và dùng để trải nền được và sử dụng nè. Ở đây nè, cái bề mặt của nó giống như là cái bề mặt của siêu clip vậy đó, nó có khả năng chứa cả hiếu khí và kỵ khí tùy theo nó nằm ở trong môi trường nào. Nếu mà nó nằm trong môi trường dòng chảy mạnh, nó hoàn toàn chứa vi khuẩn dị dưỡng nha các bạn nha. Và cái thằng mà cái diện tích bề mặt chứa vi khuẩn dị dưỡng này nó bao nhiêu thì chỉ có trời mới biết, tại vì hỏi hãng thì hãng nó cũng nói là không đo được, bởi vì khi mà một nắm đó các bạn trải ra thì nó sẽ khác, và các bạn xào lên các bạn trải ra một lần nữa, diện tích bề mặt nó sẽ khác, nó không giống nhau, bởi vì nó nằm ở trên bề mặt, và nó nằm từ cái thằng này liên kết với cái hạt số 1 liên kết với cái hạt số 2, cho nên là khi các bạn đảo một cái hạt số 4 nó trồi lên, thì cùng một nắm đó khi các bạn đảo lên đảo xuống thì nó sẽ ra những cái diện tích bề mặt tiếp xúc khác nhau ở trên bề mặt, cho nên là mình nói là có trời mới biết là nó là vậy đó. Đó, do đó là cái thằng này mình thấy rất là thích ở cái thằng mà mình, tại mình xài rồi mình thấy là nó khử dị dưỡng mạnh lắm nha các bạn nha. Và nó có khả năng tái chế 3 lần, nó chỉ tái chế được có 3 lần. Nó chỉ tái chế được 3 lần về mặt hóa học thôi. Thì cái sự tái chế của nó rất là đơn giản, đó là các bạn đem ra ngoài nắng, các bạn phơi 24 tiếng xong rồi các bạn đem vô, các bạn có thể xài được. Và nó sẽ hấp thụ hóa học lại một lần nữa, nhưng mà tối đa thì chỉ 3 lần. Sau 3 lần nó hoàn toàn không còn khả năng chức năng hóa học, thì chức năng vi sinh nó sẽ còn hoài. Và cái thằng này nếu mà các bạn nào mà thích những cái nền mà nền sáng, nền trắng á, thì các bạn có thể lấy nó để mà trải nền, nhưng mà thật sự nó rất là mắc, cho nên là trải